Xin thần Ngài ngự đến giữa vòng chúng con như lời Ngài hứa. Ngài ngự đến như sự ngợi khen của dân sự Ngài. Chúc giúp đỡ tất cả anh em chị em chúng con hết lòng, hết trí, hết sức lực dâng lên sự ngợi khen, chúc tụng, thờ phượng Chúa trong giây phút này. Chúng con cảm ơn Cha ở cùng tất cả chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Revelation 1:7. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace. Your wind is playing.
ông bà anh chị em cảm ơn Chúa đến với sự hiện diện của Ngài, vì Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Ngài đã hy sinh chính mình để pay for our sins. Khi tụi em thờ phượng Chúa bài này, tụi em rất là yêu mến Chúa và rất là cảm thấy mình có phước hạnh vì có một người cha rất là yêu thương mình đã trả giá tất cả vì mạng sống của Chúa trên cái cross cho tội lỗi của chúng con. Alleluia. Xin chúng ta hãy đến với Ngài trong cái bắt đầu tháng 4 sắp đến là mùa thương khó. Xin chúng ta hãy nghĩ đến Ngài và đi trong sự nhắc nhở để làm sao để được xứng đáng với tình yêu của Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Chúng ta hát lại bài hát này một lần nữa. Cảm ơn Chúa vì tình yêu mà chúng con không thể nào hiểu được bởi cảm xúc của tất cả con người có được. Lạy Chúa, xin thần linh của Đức Chúa Trời Ngài đụng chạm đến mỗi tấm lòng chúng con, đụng chạm đến anh em chị em chúng con. Lạy Chúa, từ những nơi sâu thẳm của mỗi đời sống chúng con, lạy Chúa đem chúng con vào kinh nghiệm tình yêu của Ngài thực sự trong mỗi đời sống chúng con. Chúa ơi, để rồi chúng con có thể nói với mọi người rằng Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng quyền năng, Chúa là đấng nhân từ và Chúa là đấng đầy lòng thương xót. Lạy Chúa yêu dấu, lạy Chúa sự hiền nhiên của Ngài ở giữa vòng chúng con trong giây phút này. Lạy Chúa, anh em chị em chúng ta, ai trong chúng ta có những nhu cầu gì, lạy Chúa, nhất là sự đau đớn, sự khó khăn gì trong giây phút này, hãy đến với đức tin, dâng lên những điều đó cho Chúa trong giây phút này, anh em chị em. Mỗi người chúng ta, ai có điều gì chúng ta cất tiếng lớn lên chúng ta cầu nguyện. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, Ngài là đấng yêu thương, Ngài là đấng quan phòng, Ngài là đấng chăm sóc. Lạy Chúa, Ngài hiện diện với chúng con giữa giây phút này, chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, Ngài rờ đụng đến mỗi tâm lòng anh em chị em chúng con. Lạy Chúa, những gì mà còn vương vấn trong đời sống của họ, sự nặng nề, những gánh nặng trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng nó phải bị tháo gỡ và quăng ném xa khỏi giữa vòng anh em chị em chúng con. Lạy Chúa, Ngài là đấng chăm sóc đến nhân sự của Ngài, Ngài là đấng quan phòng đến mỗi đời sống chúng con. Ôi Chúa, chúng con dâng tất cả những điều gì khó khăn, những gánh nặng mà anh em chị em chúng con còn đang phải chiến đấu và gánh vác trong danh yêu thương của Ngài, như lời Ngài phán với chúng con: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ ban cho các ngươi sự yên nghỉ. Hãy đến với đức tin, trao gánh nặng mà chúng ta đang có cho Chúa. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con chúc tụng danh Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta lấy cơ hội này chào nhau anh em chị em.